xuất sắc. Trời trời đất ơi, hello chị em của bà Dê nữa nha. Chào mừng chị em đã quay trở lại với kênh VV Channel. Và hành trình tại Úc của tôi ở La La. Thì hôm nay là bà Dê đứng tại một cái background siêu xinh lè xanh lét luôn. Thì cung này là nằm trong thành phố Melbourne luôn nha mọi người. Nên hôm nay bà Dê quyết định là phải khám phá một ngày ở trong thủy cung này, xem là trong đây có những loại cá gì độc lạ và có từng thấy chưa. Để mọi người nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh tôi nha. Còn bây giờ thì let's go mua vé. Đây, cái này mình có thể mua vé bằng check code cũng được, hoặc là mình mua vé thẳng trong đây luôn. Đây là khi mà mình mua vé, mình gửi đồ trong vòng 3 tiếng sẽ là 5 đô cho mọi người. Khi mà ok rồi thì mình sẽ tự đặt mật khẩu luôn. Sau đó thì cái cửa này nó sẽ tự mở ra cho mình mở đồ vô cho đỡ nặng. Và sáng giờ là thầy Đức có hạ sách viên cái ba lô này chứng tỏ mình đẹp. Bây giờ mình sẽ bỏ đây. Ở đây bé người lớn sẽ là 47 đô một người, còn bé bé em nhỏ sẽ là 32 đô nha. Sau khi nhận được vé thì mình sẽ có 4 vé trong đây và có thêm một cái bản sơ đồ thủy cung đó. Không ghi bằng bản hướng dẫn mà mình sẽ được có trên một cái tivi vậy luôn. Ui, con mắt bự dữ vậy, con mắt nó bự lòi ra thấy ghê quá. Ui, ở đây nguyên một cái hồ cá siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá hả? Con cá gì vậy? Con cá gì lạ vậy? Ôi, đẹp quá. Ở dưới đây là người ta up một cái chỗ như là một cái bãi biển mini nhỏ vậy đó cho mấy bạn cá sống. Ui, trong này vô trong được nè. Ok la mọi người, bây giờ bà Gia sẽ thử chui vô cái lỗ này để nhìn cá nha. Ở đây mình có thể thấy những bạn cá kỹ hơn nha. Bà Gia nghĩ ở đây dành cho những bạn mà chỉ em mới có thể chui vừa, chứ tôi chui vô đây thấy nó bự quá. Thì ngay chỗ này sẽ là những cái loài kiểu như sa biển nè và vỏ sò. Thì bây giờ mình phải rửa tay thì mình mới được đụng vào nha. Oh my god. Wow. Đây là cái vỏ sò nè mọi người. Sa biển hả? Ôi cứng cứng mọi người ơi, như đá vậy đó. Cái vỏ này giống như vỏ sò điệp á. Ở Việt Nam là con này lên dĩa hả? Ý ở đây có rong biển nè mọi người. Đó. Ý có một bạn ốc này rất là lạ. Cái vỏ này nó mềm mềm, sợ bị bể luôn mọi người. À. Trời đất ơi, bữa tới giờ ăn cua hoàng đế quá, giờ mới thấy bạn đó không à. Ừ là trời, siêu to khổng lồ luôn mọi người. Trời ơi, cái càng đẹp chắc là chân động bờ kè. Ủa, mà giống con cua tuyết quá vậy. Ừ, nó bự quá, đó, đi cả đi. Ở đây là người ta trang trí rất là giống ở dưới biển luôn, để cho mấy bạn này có thể sống một cách thoải mái nhất. Yeah. Trời đất ơi, cái thủy cung siêu xịn sò, có thang máy đi xuống đi lên luôn nha mọi người. Tại sợ đi nhiều quá mỏi chân. Ủa, con sứa hả? Sứa biển ở trong đây nè. Ủa, sao nhốt cho nó được hay vậy? Không biết, nó đang bơi bơi, rồi dễ thương quá à. Ê. Nhưng mà đó, mọi người, đó, sứa biển nha, rất là lạ luôn. Ôi, lần đầu mà thấy mấy con sứa này ngoài đời luôn á. Sao nhìn nó giống như là mấy con trùng, con lãi gì vậy? Kiểu rong rong biển biển á, đụng cho mấy bạn này chắc ngứa dữ à. Ôi là trời, mọi người thấy vụ gì chưa? Đây mấy cái bạn sứa này cực kỳ lạ luôn á. Trời, lần đầu tiên bà Dê lại thấy sứa bơi bơi. Và cái bạn này là bự gấp 3-4 lần cái bạn hồi nãy luôn. Sứa trong suốt luôn. Wow, đúng là như thủy cung á trời. Ở đây đúng không? Sứa bông hoa. Con nào cái này muốn tranh rồi bà ơi. Alo alo, có bạn sứa nào nghe bà Dê không ta? Ủa là la trời đất ơi. Trong đây á là một cái phòng, mọi người biết phòng gì không? Một phòng thí nghiệm và nhân giống các bạn sứa lên đó, cho càng nhiều lên để mình có thể là mình bỏ vô mấy cái chỗ này. Còn này mọi người biết sao không? Đây, khi mà mình muốn nghe kiểu là phụ đề hay muốn nghe thuyết trình về bạn sứa nào thì mình sẽ ứng vô đây. Đó, là cầm cái này tự nghe. Trời ơi, cái phòng thí nghiệm nhìn xịn quá bê. Đúng rồi, đúng tỉnh luôn. Ở trong đó là rất là nhiều bạn loại khác nhau. Có mấy cái bạn con bỏ bên đó. Bên đó là nuôi mấy con con. Đúng rồi, nuôi bự là bự lớn lên nó thì mới được thả ra ngoài đây. Quá xịn sò. Wow, ở đây có nguyên một dòng dòng bánh xe sứa siêu to khổng lồ luôn. Và Gia sẽ chui đi thử. Thả dữ mọi người ơi, giống như là được nằm trong thế giới mà toàn sứa không vậy đó. Mình nằm mình ngủ phê phê chim meo rồi đó mọi người. Quá đã quá đã. Mọi người nhớ follow Facebook cá nhân của tôi Nguyễn Phạm Tường Vi VV có dấu tích xanh nha mọi người. You play the game and then you take picture and it will come over there. Mình có thể chụp hình rồi sau đó là ảnh lên. Này có thể tô màu mọi người. To bạn sứa màu đen.
nên bà gieo quất cho bạn sứa là 7 màu luôn. Rồi. À, anh Đức đang mới vẽ con này xong, bây giờ mình sẽ okela vô đã. Trời ơi, đây là bạn cá trình địa nha mọi người. Ủa sao bị kẹt trong đây vậy? Trời ơi, nó ngáp rồi mọi người. Cái mặt nó ghê quá ha. Ồ, nhìn nó dữ ghê luôn. Ôi, màu trắng kìa. Ôi, quá trời luôn. Ý làm cho mấy bạn này khóa chui cái lưu hay gì á. Trời ơi, nó như con khủng long vậy á. Trời ơi, nó bự dữ luôn nè, mọi người có thể thấy. Đứng kế bà dê mà nó bự chàng bá luôn. Ôi, con cá này ở trong lây tôi nghe đờ á. Ừ, đúng rồi. Cá bò cạp. Ừ, cá bò cạp có mười mấy ngàn, câu suốt ngày câu hoài luôn á, ra là cá rẻ tiền. Wow, trời ơi, đứng gần càng thấy bự á mọi người. Trời ơi, cái kiến thì nhìn ghê với chị Thanh. Giống như cảm giác đang ở dưới biển á trời. Ờ, ý này nè, để lúc đi. Trời, con cá này cá bị bự quá vậy. Con cá này giống như con cá bóng mú vậy. Rồi, bây giờ bà Giang sẽ dẫn mọi người vào lòng đại dương. Trời ơi, cái thi công đây, trời ơi. Ôi, 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 trời ghê vậy. Ủa, sao nhìn mặt nó như mặt người vậy ta? Có mặt nè. Có cá đuối, có cá đuối bò sữa nữa. Trời ơi, sao cá đuối nhiều quá vậy? Có cá đuối vậy. Cá đuối dễ thương quá à. Nó bơi như chim vậy thôi. Nó cười quá. Nhìn mặt nó cười quá, nhìn này hà. Ủa, cái mặt nó nhìn như con cá, con nồng nọc vậy. Dễ thương quá ha, bơi trời trời. Bây giờ sẽ dẫn mọi người đi qua nguyên một cái khu này có siêu nhiều cá nữa. Ôi, đầu tiên sẽ là một bạn cá. Ủa, con cá này lạ vậy? Ủa, cá da beo hả? Ủa, giống như cá da beo gì lạ lắm luôn. Ủa, con cá này bự quá vậy? Bự lắm luôn á. Trời ơi, siêu to, siêu to. Ủa, nó bơi lên kìa, nó nhìn nó như cái thảm bài vậy Vi. Nhìn đẹp quá ha. Xinh xỉu. Ghê quá anh ơi. Hồi nãy mà đòi gặp cho cá xấu thiệt rồi, bây giờ gặp thiệt rồi bà lại sợ. Trời ơi, nó bự quá, em tưởng ngoài nó nhỏ nhỏ thôi. Hồi nãy giờ em đo xương xương một cái tay như thế này là 20cm nha mọi người. Mà hả, bà dê đo từ cái đuôi lên tới đây thôi, mới có 1/4 cái đuôi thôi đã 1m rồi. Một cái vây của nó thôi bằng cái bàn tay của mình rồi, coi cái mình nó kìa. Oh my god, cái chân của nó chắc đạp bà dê chắc văng 8 thước quá mọi người. Đó, cái chân của nó thôi mà bự bằng cái mặt của bà dê luôn. Trời ơi, bự dữ luôn á mọi người. Trời ơi, nó đang giả bộ đứng yên á mọi người, đang giả chết để nó săn mồi nha, rất là ghê luôn. Cá sấu này sẽ tầm khoảng từ 6 tới 7 mét luôn, chưa tính cái chiều bự, chiều ngang nữa thì ghê chưa bé. Ủa bà dê làm gì mà đứng đi hoài vậy? Trời ơi, lần đầu tiên bà dê thấy được cá ngựa nè mọi người đó. Mà đặc biệt á, cái bạn cá ngựa này nha, lấy cái đuôi mà bấu vô cái cầu thang thấy chưa mọi người. Trời đất ơi, cái bụng hơi bự nha bà nội. Ồ, không phải đâu, nó đang có bầu á. Ồ, đây quá trời luôn. Ý, cái này cái nè. Hai bạn này là một cặp nè đó. Chỗ bên kia đó kìa, quá trời luôn anh. Con cá ngựa bây giờ ngoài biển nó đang rất là hiếm luôn á. Nó bơi lạ vậy? Ừ, nó bơi bằng cái đuôi trên sống lưng của nó với hai cánh tay á mọi người, là lạ lùng chim nhắn luôn. Con này ở Việt Nam là người ta hay bắt về ngâm rượu uống. Ồ, đồng anh này. Đây là những bạn cá sọc vàng đó. Này giống bạn cá điêu học vậy. Wow, hồi nãy giờ là bà dê vừa mới coi phim 4D ở trong đó nên nó hả không có thể quay cho mọi người xem được. Còn bây giờ bà dê sẽ quay cho mọi người một cái bạn mà siêu cute luôn, đó là chim cánh cụt. Bạn này lông dày nè, nằm ngủ luôn nè. Đúng rồi, nằm ngủ phê phê lông dày luôn mà. Sư ngộ ngủ tại ngủ đứng luôn mọi người, không nằm xuống. Nhìn nó mắc cười quá, nó đứng yên cho tự vậy đó mọi người. Dễ thương, lâu lâu gãi gãi chim cánh cụt này ngoài Bắc Cực mới có nha. Ở đây là những cái đá mà băng á. Trời ơi, này mấy bạn này đang thay lông hay gì á, là lông. Nhưng mà lông nhìn đẹp quá, có màu vàng, màu trắng, màu đen nữa, dễ thương quá à. Sao gãi vậy anh, ngứa lắm hả? Thì con giật ra nó cũng ngứa. Trời ơi, lần đầu tiên thấy con chim cụt nó đứng ở rỉa lông mà với cự ly gần vậy luôn á dê. Cười quá hả, dễ thương quá à. Có mấy con kia nó đi kìa. Nó đi như bà bầu đi, trời đó. Sao mấy ông nội này ngáo ngáo sao nhìn nó cười. Ồ, rồi mấy bà kia hay kiểu là hình như là mấy... có con nó đang nằm ấp trứng á Bi. Con đợt kìa nó đang gấp mấy cục đá lại cho con cái nằm ấp trứng á. Yeah. Dễ thương quá ha. Đây là mình kiểu là mình dreaming xíu, mình bơi bơi lại, bơi bơi xinh xơ rồi đó. Trời ơi. Ý, cưng cái gì vậy? À, trời đất ơi, nó bơi cu teo rồi, người bơi như dịch bơi vậy đó. Bơi như nó bơi nó bắt cá hả Bi? Ờ, dễ thương quá à. Nhỏ quá trời luôn. Kìa. Đẹp quá à. Dễ thương, lần đầu tiên mà dễ thấy chim cánh cụt bự vậy mà với ngoài đời luôn mọi người. Kìa.
Trời ơi, nó phải bơi nhanh vậy nó mới bắt cá được. Díp thiệt. Thông minh lắm. Rồi, ok Lam với bà già thì hiện tại bà V đang ở một cái gift shop, là một cái shop sau khi mà mình tham quan thủy cung xong thì mình sẽ ra đây nha. Thì ở đây là có bán rất là nhiều gấu bông siêu của Telu. Gấu bông cái mặt baby shark thì đủ màu luôn mọi người. Có màu xám, màu xanh nè. Ủa cái màu này là gì? Màu này cũng như là màu sọc cá vậy. Đó chứ cánh cục hồi nãy mình mới vừa coi đó mọi người. Ở đây có đủ thứ loại luôn, có loại mini nè, có loại màu xanh trắng nè. Có bạn chim cánh cục á hả, đeo cái khăn vàng nữa là dễ thương. Đây, đây là bạn chim cánh cục kiểu là bò sữa. Ôi, ở đây quá trời có bông luôn. Có bạn rùa biển này siêu đẹp nè, wow. Ấy cái này dễ thương. Hải cẩu hả? Rồi, đây là những bạn rắn đó. Rắn là có rắn lấp lánh kim sa hộp lụ luôn nha. Luôn bà Dê không thể nào mà kể hết được cái gift shop này cho mấy nó bán quá trời đồ luôn mọi người ơi. Thôi vậy chắc thì bà Dê cũng xin kết thúc clip đi thủy cung ngày hôm nay tại đây luôn nha. Nếu mọi người có thích cái clip này đừng quên like, subscribe để ủng hộ hành trình đi Úc của tôi tiếp theo những clip chấn động bờ hơn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn mọi người clip tiếp theo nha. Bye bye mọi người.